Hello cả nhà mình ơi. Thực sự là buổi chiều hôm nay, buổi chiều ngày thứ năm, buổi chiều sau có trận mưa lúc 3 giờ thì bây giờ em trên con đường Lê Quang Định đi về hướng Gò Vấp, qua cái ngã tư Lê Quang Định với đường Nguyễn Văn Đậu cả nhà. Cả nhà có thể nhìn thấy đèn xanh, đèn đỏ, nói chung là tất cả các nhịp đèn đều bế tắc ở đây, tại vì thực sự là những cái cảnh giao thông này rất là buồn các bạn. Những người dân mình ý thức thì phải nói là không hiểu luôn, tại vì những trời mưa như vậy ai cũng muốn đi nhanh, ai cũng muốn về nhanh, rồi chen lấn, xong rồi cái làn đường Lê Quang Định này nó có hai làn, thì cái chiều này là cái chiều từ quận Nhất đi về thì mọi người đều chạy hết qua cái làn bên kia, và cái ngã tư thì chiều ngược lại cũng không thể chạy được. Xong rồi mọi người cũng không tuân theo cái tín hiệu đèn giao thông, để rồi cuối cuộc là ở ngã tư này thì nó trở nên bế tắc, tức là mọi hướng đều đâm vào nhau, rồi đều nói chung là đều xung đột các hướng với nhau. Và các bạn nếu mà gần hơn chúng mình sẽ thấy được hai anh cảnh sát giao thông, ảnh chật vật, ảnh giải quyết ở đây, tức là người ở đây nó là bốn hướng mà cứ đâm vào nhau, xong rồi chen chúc vào nhau, cũng không biết sẽ đi như thế nào, tín hiệu đèn cũng không biết sẽ giải quyết như thế nào. Các bạn nhìn thấy anh cảnh sát giao thông đang đứng đó, trời thì mưa. Nếu mà có ý thức một chút thì thực sự là sẽ rất là đơn giản ở ngã tư này, cứ chờ hết nhịp đèn rồi đi, rồi lại ngưng đúng làn đường của mình đi rồi ngưng. Xong bây giờ là làn đường ngược lại cũng không đi được, làn đường đối diện cũng không đi được, bên trái bên phải cũng không đi được, mọi người chỉ chôn chân mình ngay tại chỗ này. Thực sự là muốn nhanh nhưng mà chen chúc như vậy thì tất cả đều phải dừng lại hết các bạn. Chiều nay thì mưa lúc gần khoảng 2 giờ rưỡi, mưa tới khoảng 4 rưỡi, thì thực sự là mưa rất là lớn cả nhà, mưa rất là lớn. Ở Sài Gòn mưa lớn, bây giờ vẫn đang mưa. Thì mình đi về lúc 5 giờ, từ quận Nhất chạy tới đây là nửa tiếng đồng hồ, dừng ở chỗ này là 15 phút rồi. Thì thực sự là cái vấn đề kẹt xe ở đây không phải do tai nạn gì cả, do đầu tiên là mình cảm thấy là lên trên đường Lê Văn Định á, hướng người ta có lấn hết qua làn đối diện, xe làn đối diện không đi được, xong rồi lại đèn, rồi lại là kẹt như thế thôi. Thì mình cũng muốn quay cho cả nhà xem cái cảnh ở cái ngã tư này, nó luôn nó là một cái kiểu giao thông như vậy cả nhà. Kiểu giao thông người chen lấn, chen chúc, giành giật đi với nhau, rồi rốt cuộc là tất cả đều kéo nhau kẹt xe hết. Mà bạn biết ở chỗ này mà nó kẹt như thế này thì nguyên cái đường Lê Văn Định này nó kéo dài tới đường Nơi Trăng Long cũng sẽ kẹt, và tiếp nữa là sau này là sẽ tới khu vực chợ Gò Vấp cũng sẽ kẹt luôn. Nói chung là nó cả nùi như vậy. Thì mình sẽ quay cho cả nhà mình cùng xem, không phải là để chê trách ai cả, nhưng mà mình thấy được cái cảnh giao thông. Nếu chúng ta có một ý thức một chút, nhường nhịn nhau một chút, đi đúng luật lệ một chút thì thực sự là nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nó không tới cái nỗi mà nó bé bét như thế này. Mà mình hiện tại bây giờ mình đang ở giữa, xung quanh mình là toàn là xe máy không, mà mình cũng không biết làm sao mình có thể để đi được ở chỗ này nữa thì các bạn. Và nhìn thấy chiếc xe buýt cũng đi được khá khá rồi đó. Bây giờ em cũng không biết làm sao mình đi được nữa. Cái tít là tiếng cảm biến ở trên xe mình các bạn. Thiệt là giờ mình chôn chân ở đây luôn rồi. Giờ mình sẽ cố gắng mình đi các bạn. Mình sẽ cố gắng mình đi xem như thế nào. Thực sự là giao thông nó khủng khiếp quá, mình cũng không biết mình sẽ thoát ở đây như thế nào. Xung quanh mình là xe máy rất là nhiều. Thì mình sẽ sẽ cố gắng mình đi. Có anh cảnh sát giao thông đang mở lối cho cái nhánh này đi cả nha. Cũng phải, mọi người cũng phải nhường nhịn nhau từng khúc một để đi thôi, chứ bây giờ thực sự là mình cũng không biết sẽ phải xử lý nào luôn. Giao thông nó quá đông mà. Ai cũng muốn dành để đi, ai cũng muốn dành để đi. Thực sự là em không thể nào đi nổi rồi cả nhà. Rồi em đang có đường để em đi rồi. Em thua rồi cả nhà ơi. Em sẽ cố gắng vượt qua cái đoạn này. Thực sự là các bạn nhìn thấy giao thông như vậy thì cũng chán ghê luôn. Thực sự là em cũng không biết chạy vô đoạn này như thế nào, xung quanh xe nó nhiều lắm, chạy xe là chắc rồi. Bó tay rồi cả nhà ơi. Bây giờ em không biết em cách nào em đi qua được chỗ này luôn. Thêm 10 phút nữa đứng đợi. Cảnh sát giao thông cũng không làm được cái chỗ này để mở cho một cái nhánh này đi qua. Cảnh sát giao thông chịu khó mở đường cho cái nhánh này đi qua cái đi, chứ bây giờ nó tắc nghẽn như này chán quá. Đây có anh cảnh sát giao thông, ảnh mới vừa mở đường với bên kia, bây giờ anh sẽ mở đường phía bên này và hy vọng là sẽ đi qua được. Không biết là điều chỉnh cho mọi người đi đường sao đây. Em sẽ mở cái sensor lên để cho nó cảnh báo những va chạm gần. Đây chạy hết xe rồi. Đi qua cái này cả nhà, nó dồn ứ một cục ở đây rồi, cho nên chặn một cái làng kia đừng có qua nữa. Nói chung là đừng có giành nhau nữa, cho một làng này đi qua cái đi, chứ bây giờ không có làm sao đi qua được. Ơi, cả nhà ơi, nói chung là em đứng ở đây rất là lâu rồi, nãy giờ mới thoát ra được cả nhà. Trời ơi, nó kẹt xe mà khủng khiếp luôn cả nhà ơi. Nói chung là bây giờ em cũng không biết sẽ như thế nào nữa. Tình hình bây giờ nó căng thẳng quá. Em đã qua được ngã tư Lê Quang Định với Nguyễn Văn Đậu rồi cả nhà. Giờ tới đây lại tiếp tục dừng lại nữa nè. Người dân lại kẹt tiếp. Đây dẫn quay cho cả nhà xem luôn. Nói chung là sau khi đi đậu này xong là về biết chắc là có những vết chày xước. Hồi nãy em đứng giữa một cái ngã tư. Rồi nói chung là đã tạm. Trên kia còn căng thẳng lắm. Đây cả nhà nhìn thấy không, sau Lê Văn Định đây còn dài thế này. Tí về nhà em sẽ dựng cái video này lên cho cả nhà mình cùng xem. Cả nhà mình nhìn bên kia đó là cũng hai làng lên đó cả nhà, cũng kẹt cứng ngắc rồi. Nó kéo dài từ ngã tư Lê Văn Định tới đây luôn. Chút nữa về em edit cái video này sẽ post lên cho cả nhà mình cùng xem vào buổi tối ngày hôm nay nhé. Thực sự là dã man quá. Nói chung là chỉ có cái góc ngã tư đó có hai anh cảnh sát giao thông cũng rất là cực cả nhà. Hai anh cảnh sát giao thông rất là cực. Một mình ảnh dàn xếp xe đi qua xe lại cả ngang chiếc xe máy tập hợp cùng một lúc, rồi bao nhiêu người đi, rồi bao nhiêu hướng khác nhau rồi. Nói chung là mỗi người có ý thức một chút thì nó sẽ không đến nổi đâu. Nhưng mà do ý thức mình kém quá, ai cũng giành nhau đi, giành nhau tranh, giành nhau đi rồi nó ra nông nổi vậy. Thật sự là chán, kinh khủng. Đây em đi tới hết đường Lê Văn Định rồi, đi hướng về Phạm Văn Đồng. Đổ giao thông. Chiều nay nó mưa to quá, xong mọi người mới tranh thủ về như thế nào đó, nhưng mà đường xá thì cũng không đến nổi. Chỉ có chỉ về mọi người chỉ có mất ý thức nhau một chút thôi, xong nó dồn lại rồi tất cả đều bị kẹt, đều bị hết. Ok rồi, để em quay cho cả nhà mình xem đó. Bây giờ là tới đường đi tới Phạm Văn Đồng nữa nha. Thế một điểm tiếp theo là điểm chỗ chợ Gò Vấp. Khiếp, kẹt nãy nửa tiếng đồng hồ đó nha. Do những người cứ đi vượt lên xong rồi khóa bên này khóa bên kia rồi nó gây ra kẹt xe thôi. Hy vọng là chỗ này dưới chợ Gò Vấp thì sẽ không bị kẹt nữa, chứ còn kẹt nữa thì thôi thực sự là quá đen. Rồi để tới ngã tư giữa Lê Quang Định với Phạm Văn Đồng nha cả nhà. Thôi bye cả nhà mình đây nha.